Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho bạn nắm bắt được những điều tốt xấu trong cuộc sống của mình. Cụ thể hơn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần này thì bạn sẽ biết được qua năm mới 2022 của mình như thế nào, công việc học hành có được thuận lợi hay không, sẽ có những lưu ý gì trong cuộc sống. Phần tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ chính xác tuyệt đối. Sau đây sẽ là phần luận giải cho tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mệnh trong năm 2022. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn tam kheo, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mệnh không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Mùi gặp Dần không xung khắc, bình thường trên mọi phương diện. Xét về mối quan hệ thiên can Quý âm thủy gặp Nhâm dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Quý Mùi trong năm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 cần phải chú ý tháng Quý Sửu là tháng 12 âm lịch từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến 21 tháng 1 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ đối với tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Vào những ngày này cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mệnh. Trong năm 2022 Nam Mệnh Quý Mùi sinh năm 2003 năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay gọi là Thổ Đức Châu Tinh Quân, đây chính là sao xấu đối với cả nam và nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn kiện tụng. Người bị sao này chiếu vào nên đề phòng kẻ tiểu nhân gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú. Đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến hàng tháng vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch. Gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đang viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần phải chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để làm bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây, lạy năm lạy mà cầu xin trung ương mậu kỷ Thổ Tú tinh quân, để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao Thổ Tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 Nam Mệnh, năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đo mắt đề phòng tay chân. Có nghĩa tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay và chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến cũng bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân, nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người.
Trong cuộc sống thì phải chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường, đặc biệt người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an, lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương xui xẻo có thể xảy ra ở trong tương lai. Về sức khỏe, cần phải tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ cũng nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Quý Mùi sinh năm 2003, nam mệnh, theo tháng âm lịch năm 2022, tháng 1, đầu xuân đón năm mới cùng gia đạo, người tuổi Quý Mùi nam mạng, chú ý di chuyển xe cộ cẩn thận. Tháng 2, quý bạn đón tin vui trong tháng này, đó có thể là việc hỷ tín trong gia đình, bên cạnh đó phải chú ý về tiêu hóa kém. Tháng 3, công việc làm ăn kinh doanh của bố mẹ trong tháng 3 không được tốt, có kẻ xấu luôn tìm cách phá hoại. Tháng 4, nhờ được hưởng phần phúc âm của tổ tiên, nên tháng 4 quý bạn sinh năm 2003, nên khi đi ra ngoài công việc gì cũng hóa hung thành cát. Tháng 5, đây là tháng quý bạn tuổi này đón tin vui trong gia đạo, hoặc có lộc về mặt tiền bạc do người khác đưa tới. Tháng 6, trong nhà quý bạn thiếu hòa khí, có mâu thuẫn tranh cãi, cùng với đó sức khỏe bố mẹ không được tốt. Tháng 7, khi đi ra ngoài quý bạn tuổi Quý Mùi nam mạng, chú ý cẩn thận xe cộ hoặc chú ý các vấn đề có thể gây ra tì vết cho tay chân. Tháng 8, trong tháng này tiền bạc của quý bạn có sự tiêu pha, hao tán nhiều, chủ yếu vào công việc học tập hoặc là di chuyển đi lại. Tháng 9, ra ngoài trong tháng 9, quý bạn sinh năm 2003 Quý Mùi cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói, đồng thời quan tâm tới sức khỏe, có thể không được tốt. Tháng 10, gia đạo của quý bạn tuổi này đón nhiều tin vui trong tháng 10, như công việc về việc thêm người, thêm của hoặc có tin vui về mặt tình cảm lứa đôi. Tháng 11, trong tháng 11 sức khỏe của quý bạn có thể không được tốt cho lắm. Bên cạnh đó quý bạn nên lưu ý chuyện buồn phiền đưa tới trong gia đạo. Tháng 12, mọi việc trong tháng cuối năm không đạt như mong muốn, bạn có thể gặp phải cửa quan hoặc pháp lý giấy tờ. Tổng kết tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nam mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, số đông là người có lối sống tự lập, không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Có ý chí gây dựng sự nghiệp, tạo nên được công danh vững vàng, tuy nhiên khi còn trẻ sẽ gặp rất nhiều chuyện không mong muốn. Với những gia chủ Quý Mùi đang ngồi trên giảng đường, năm nay không phải năm may mắn của bạn trong cả việc học tập lẫn giao tiếp. Bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu và hiểu vấn đề từ các bài giảng trên lớp, điều đó khiến cho bạn dần chán nản và nhục chí. Nếu không tự bản thân mình cố gắng nỗ lực mà chỉ trông chờ vào người khác thì bạn sẽ sớm bị tụt lùi lại phía sau. Bạn đã quen với môi trường mới, có một vài người bạn thân thiết nhưng bạn chưa thật sự mở lòng với họ. Bạn nhút nhát và không giỏi giao tiếp, chính điều này đã đẩy bạn càng ngày càng rời xa tập thể. Việc Quý Mùi cần làm trong lúc này đó là cố gắng hết sức trong học tập, mở lòng với bạn bè, cải thiện các mối quan hệ cũng sẽ giúp cho công việc của bạn cũng như là sự nghiệp sau này hanh thông hơn. Với những người đã đi làm, năm nay khối lượng công việc rất nhiều, áp lực từ công việc dễ khiến cho bạn nổi cáu với những người xung quanh mình. Nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Về tài chính, năm này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho việc học tập. Bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 sức khỏe không được tốt do công việc áp lực nhiều và bản mệnh hay suy nghĩ dẫn đến sức khỏe và tâm trạng không được thoải mái. Phong thủy gia cát nhắc nhở tuổi Quý Mùi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ cảm thấy trong người mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Cần chú ý, mặc dù ít ốm đau bệnh tật nghiêm trọng, nhưng khó tránh bị té ngã tai nạn trong lúc làm việc hoặc đi lại. Đừng cậy sức trẻ mà thức quá khuya. Kiêm quá nhiều việc cùng một lúc, mệnh chủ đổ bệnh lúc nào sẽ không hay. Nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tịnh. Mệnh chủ trong năm nay cũng cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ cho thân mệnh của mình.
Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Về tình cảm gia đạo, đối với tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, vận trình tình cảm không được tốt cho lắm. Nam mệnh, đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Các gia chủ nên đem theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 nam mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta có lẽ là luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn đầy rẫy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát ngày hôm nay thì quý vị sinh năm 2003 đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần và từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.